có để tỏ lòng thành cảm ơn sâu sắc tới toàn thể quý quan khách. Thì xin mời đại gia đình hãy quý cho một cái thật sâu nữa đi ạ. Xin mời. Cho cuộc đời của mỗi con người đó chính là yêu và lấy được mình yêu về làm vợ làm chồng. Thì ngày hôm nay đây tiếp là có chàng, có anh, có chị, có họ hàng đôi bên. Để rồi hai tay bưng lấy chén rượu nồng, tiếp là mời ba mẹ sau họ hàng, cô bác gần xa, đẹp lòng nàng thỏa ý ta. Ba phong say lắp thắm hoa trời ngày, thân hồng với cánh chim bay, tương lai tung cánh giữa bầu trời xanh. Em còn son, anh cũng còn son, đôi ta nguyện ước về làm con một nhà. Để rồi anh về thưa với mẹ cha, thưa với ông bà để ta lấy mình, và để rồi gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Với tình yêu của hai bạn đến ngày hôm nay đây, đã đủ năm đủ tháng đủ tiền đủ đạo, đủ đạo làm chồng đủ không bằng vợ, đủ cả chữ nợ lớn chữ duyên. Và đám cưới như ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Vâng, kính thưa toàn thể, ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 11 tháng 1 năm 2024, tức ngày 1 tháng 12, tức ngày 1 tháng 12 năm Quý Mão, vì sự cho phép của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng tình của hai bên gia đình, sự nhất trí của cô dâu chú rể, và đặc biệt là có sự chứng kiến đông đủ của toàn thể quý vị quan khách. Anh Thiên Mạnh ơi, chúng ta cũng không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm vào giây phút nào nữa. Bắt tập trước xin được trình trọng tuyên bố, nên quý vị của đại vật trẻ, nhớ tình, mương vinh, mương vinh, nhớ tình, chẳng lắng cho bán ta.
rất hân hoan chào đón tới toàn thể quý vị, các cụ, các ông, các bà, anh chị em, cô dì, chú bác, các bạn trẻ, nam thanh yếu tố, chúng ta hội tụ đông đủ về đây tại bàn Hạ Xá Mường É, huyện Tuần Châu của tỉnh Sơn La để tham gia tham dự để bù phi của đôi bạn trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Tôi là MC Thiên Mạnh, người bạn đồng hành cùng tôi là MC Thanh Xuân. Để nói đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho ban tổ chức những ngày thực hiện chương trình xin được gửi tới cô dâu chú rể lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Chào mừng kính thưa toàn thể quý vị quan khách, đúng thật là tình yêu là quả đấm của say kết tinh trong những tháng ngày ước mong, kết thúc dù vợ gái lớn gả chồng cho năm tháng khởi xa hồng xa duyên, từ rồi tình nghĩa đang bên hôm nay chính thức nên duyên vợ chồng mà hôm nay làm lễ tơ hồng, chúc cho nghĩa vợ tình chồng bền lâu, chúc cho bên rể bên dâu, chúc cho hai họ về lâu về dài, chúc cho nở ngoài cả hai, chúc vui hạnh phúc tương lai lâu bền. Trải qua những năm tháng tình nhau yêu nhau và đến thời điểm hiện tại, các bạn trẻ đã quyết định đi đến hôn nhân trên cơ sở một tình yêu trang trọng, chất thật và hoàn toàn tự nguyện. Để rồi hôm nay sum họp chúc mai tình trong một thác nghĩa dài trăm năm, đôi ta như ánh trăng rằm, cánh tay mơ thuở ngàn năm vẫn còn. Và ngay đây trân trọng kính mời toàn thể quý khán khách sẽ cùng hướng ánh mắt của mình về phía cánh cổng hôn trường cưới và cho những tràng pháo tay thật lớn, tay lên nhiệt để chào đón cô dâu nhớ tình, thánh nhân cùng chú rể mừng bên chân trọng kính mời. Hiện diện trên trung tâm sân khấu tình yêu lúc này đây là cặp đôi trai tài gái sắc, cô dâu xinh đẹp như Quỳnh và chú rể đẹp trai Mường Bin. Nên ta làm thành cảm ơn người tới toàn thể quý vị thì xin mời cô dâu chú rể sẽ cúi đầu một cái thật sao đi nào, xin mời. Thưa vâng, kính thưa toàn thể quý khán khách, có thể đúng thật là đi khắp thời gian không ai tốt bằng mẹ, cánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, tân tàu sớm hôm mẹ nuôi con con lớn mang cả tấm thân đầy cha che chở đời con. Con dâu chú rể của chúng ta có được ngày vui ngày trọng đại như ngày hôm nay là nhờ các con sinh thành dưỡng dục qua bờ bến của những người làm cha làm mẹ, và cũng là ngày trọng đại này không thể thiếu được sự hiện diện của người làm mẹ làm cha. Và ngay sau đây bác tổ chức sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu về phía cái đoàn họ nhà gái, trân trọng kính mời bố Lường Văn Trung và mẹ Lường Thị Thường là tâm thân phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp. Xin mời ông bà sẽ bước lên sân khấu và được đại người con gái xinh đẹp của mình trân trọng kính mời. Dạ vâng, về phía gia đình họ nhà trai cho phép tôi trân trọng giới thiệu bố Lường Văn Trung, mẹ Lường Thị Thường là song thân phù mẫu của chú rể sẽ cùng tay trong tay bước lên sân khấu để đứng cạnh con trai yêu quý của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Tới toàn thể quý con khách thì xin mời cả gia đình hãy quý trao một cái thật sâu nữa đi ạ, xin mời. Quý con khách, chúng ta đã cùng hội tụ đông đủ về đây với chung một lý do là chúc mừng hạnh phúc cho các bạn trẻ của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, và trong quá trình tiếp đón cũng như là tổ chức chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, mong quý vị thông cảm cho ban tổ chức cũng như là gia đình. Dạ vâng, khao khát lớn nhất cho cuộc đời của mỗi con người đó chính là yêu và đấy được mình yêu về làm vợ làm chồng. Thì ngày hôm nay đây tiếp là có chàng, có anh, có chị, có họ hàng đôi bên để rồi hai tay vươn lấy chén rượu nồng, trước là mời ba mẹ sau đò hàng cô bác gần xa, đẹp lòng nàng thả ý ta, ba con say lắc thắm hoa trở về thân hồng với cánh chim bay, tương lai tung cánh giữa bầu trời xanh, em còn son anh cũng còn son, nơi ta nguyện ước về làm con một nhà, để rồi anh về thưa với mẹ cha, thưa với ông bà để xa lấy mình, và để rồi gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Với tình yêu của hai bạn đến ngày hôm nay đây đã đủ năm đủ tháng đủ tiền đủ lạo làm chồng, đủ không làm vợ, đủ cả chữ nợ lớn chữ duyên, và đám cưới như ngày hôm nay là minh chứng cho tình yêu đó. Thưa quý vị, thưa toàn thể quý vị quan khách, và hôm nay là ngày thật đẹp tháng thật lành, ngày 11 tháng 1 năm 2024, tức ngày 1 tháng 12, tức ngày 1 tháng 12 năm Quý Mão, được sự cấp phép của cơ quan chính quyền địa phương, sự đồng tình của hai bên gia đình, sự nhất trí của cô dâu chú rể,
đặc biệt là cái buổi chứng kiến đông đủ của toàn thể vị quan khách. Anh Thiên Mạnh ơi, chúng ta cũng không để quý vị phải chờ đợi lâu thêm một giây phút nào nữa. Bắt đầu trước chương trình chào tuyên bố Never Win của đoàn trẻ Như Quỳnh, Mường Vân, Mường Vân, Như Quỳnh, Trần Quân Tô, Bóng Tô. Hãy bao nhiêu một tràng vào tay cho lối đọc quý vị ơi. Từ nay hai bạn trong nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông, ban ngày công việc ngoài đồng, ban đêm chung gối chung giường chung chăn, chung lên một cánh diệp hồng, chung luôn cuộc sống ấm nồng mai sau. Chúc cho hai bạn con giàu, công thành công giỏi đẹp lòng mẹ cha. Và ngay sau đây, để thay cho sự ủy quyền của hai bên gia đình, thì Thanh Xuân xin có một vài đôi câu phát biểu bằng tiếng Thái ạ. Ở trong của mẹ chiêng thì là ngoài giường, và trước đâu trước đó là cửa sau lại chiêng, cho lại chiêng lúc trường bạn phù cho lì, chiêng lúc mấy thứ phù cho con, chiêng phù tràn sánh sàng lại bạn mong ứng mắt tầm. Có chiêng không nghĩ người chẳng rộng sớm lừa cờ mẹ mất tiền, có chiêng không ai thành niên tuổi sống sao sàn sao, cho phép chào lúc chào ta ào ào hợp tác, các ông chính quyền ra biển công bản công xuống, cho phép bắt đầu múa khẩu chào lúc chào ta, cho phép tiếng lại con mẹ tin ông công bản công xuống, con mẹ tin ông bản tặng la lừa các bà xuất cùng bản. Chúng mời quý cậu chúng dễ sẽ tiến lên phía trước của mình một bước để trao cho nhau tiếp nhận tới tình yêu đi ạ. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, các chú rể ơi, bây giờ thì thể hiện sức mạnh bản lĩnh đàn ông của mình, thì xin mời chú rể hãy quỳ xuống để cầu hôn cho tôi được không ạ? Và quý vị có thể cho chú rể của chúng ta một tràng pháo tay cầu hôn tiếp theo được không cả nhà mình ơi? Bấm bấm chấm bản cho các chú rể ơi. Dạ vâng, và tiếp nhất là một vòng tròn không có điểm đầu và cũng không có điểm cuối, từ chung cho tình yêu của hai bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Chiếc nhẫn sẽ được đeo vào ngón tay áp út, sẽ mạch máu chảy xiết vào con tim. Và sau khi chú rể trao cho con dâu xong thì xin mời con dâu cũng sẽ trao lại mặt. Sau thì xin mời cô dâu chúng ta sẽ ôm nhau một cái thật sâu, chuyển từ tình bạn sang tình yêu, và bây giờ là tình yêu hòa chung. Có những món quà để gửi tặng đến cô dâu chú rể, và những bậc làm cha làm mẹ thì cũng đã trao ở trên nhà rồi. Chính vì thế quý vị sẽ không được chứng kiến những khoảnh khắc mà ba mẹ trao quà cho cô dâu chú rể. Và sau đây thì ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu em Hoàng Thảo My vừa món quà những bông hoa thật là tuyệt đẹp để lên trao cho hai em hai chị của mình ạ. À.
cháu kính mời ạ. Chú rể ơi, hãy dùng bàn tay và sức mạnh của một người đàn ông lắc thật mạnh đi nào chú rể. Vâng, rất tuyệt vời đúng không nào chú rể ơi? Và xin mời hai em sẽ cùng tay trong tay rất giòn hát đi rượu đi ạ. Chắc đầy mộng điệp với niềm tin, thỏa thêm chút nắng mùa xuân đầu vừa chạm mơ hồ. Thứ nhất, dành riêng trai đứa nhớ muôn tuần. Dạ vâng, sau này xin mời chú rể sẽ cầm chai rượu thứ hai và hãy mở và khui chai rượu như đống chai rượu đầu tiên đi ạ. Xin mời. Vâng, và xin mời hai em sẽ cùng nhau rót tràn thoát ly. Và một nửa còn lại thì xin mời hai em sẽ rót vào những chiếc ly được đặt sẵn ở trên bàn ạ. Trên cọc chính mời. Trước còn này, trước thì là ngạc trần. Và trong nhà này chính là báo lương trượt thú. Để giữ lại báo lương trượt cầu đánh hoàn. Còn cầu, cầu mẹ trầu ở điểm xuyên hóa đầy lây. Cứ lâu qua ngân hà, kín sang xa hùa. Mơ cấm nảy má mày nhớ phủ phú cầu nhìn. Vậy chính trình viên y, lưu phủ đi chi nhau phòng chén lầu. Nhớ lại phố em già dấu mang tay. Lưu phủ trai chi nhau phòng chén lầu. Nhớ lại tà em nay dấu mang quà. Số mấy bà bè đi đâu hơi còn hai chén lầu. Tài mấy bà bè đi đâu đâu. Vâng, và cũng xin chào kính mời hai em sẽ cùng nhau nâng lấy mỗi người một ly rượu ạ. Và xin mời hai em sẽ trở về vị trí ban đầu. Và xin mời đại gia đình của chúng ta sẽ quay tròn và chạm ly nhau đi ạ. Phía dưới sân khấu để mời rượu tới toàn thể quý khán khác. Và quý vị quan khách ơi, chúng ta đã cùng hội tụ đông đủ về đây với chung một lý do là chúc mừng hạnh phúc cho đàn trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Và chắc chắn rồi, để chúc mừng cho lễ quy quy của đàn trẻ được thành công tốt đẹp thì sau đây ban tổ chức sẽ là trân trọng kính mời toàn thể quý khán khách sẽ cùng rót tràn những chén rượu của mình giơ lên thật cao và giơ thật cao cùng ban tổ chức là không cả nhà mình ơi. Đi đâu ơi, chén nào hơn hai tiếng là đi đâu ơi. Phải hai lâu thì chân đất Việt Nam nữa và là hai năm tám xe chung hậu quả hô to lên đất Việt Nam nữa. Vâng, và ngay sau đây thì em xin sẽ
hôn là 1, 2, 3 xô, 2 ba xô và 2 ba chúc mừng hạnh phúc. Và chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể chị em